quý anh chị đang đến với sự kiện ra mắt sản phẩm GoPro Hero 12 Black tại Việt Nam. Kết nối với một cái tai nghe Bluetooth là cái AirPods 2 Pro của mình, dùng nó làm một cái microphone để thu âm từ đó luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì GoPro chỉ có một nhà phân phối duy nhất tại thị trường Việt Nam là có được xếp và đang không có nhận được quá đồng khác. GoPro!